Vào thế kỷ 21, loài người bắt đầu xâm chiếm thuộc địa trên các vũ trụ, mở rộng thế giới họ sống, đồng thời kéo dài chính sự sống của bọn họ. Nơi này chính là hành tinh Latimer. Nhận thức của con người được số hóa và lưu trữ trên một thiết bị được gọi là ngăn xếp. Nhận thức số trở thành danh tính của một người, còn thân xác chỉ như một vật chứa có thể thay thế giúp cho tầng lớp người giàu có thể tận hưởng cuộc sống lâu dài. Takeshi là nhân vật chính trong bộ phim này. Anh ta đến từ một hành tinh khác, sống lại trong một cơ thể mới và nhận lệnh từ Tanaseda, một ông trùm có tiếng, đến để điều tra nguyên nhân đằng sau cái chết đầy bí ẩn của em trai ông ta. Lợi ích nhận về từ thương vụ này chính là lão sẽ giúp anh xóa bỏ mối hận thù của anh. Muốn mọi việc điều tra thuận lợi hơn, anh buộc phải có thêm sự giúp sức của Holly, một thợ săn đến từ băng đảng Mizumoto. Trước khi gặp được nam chính, cô đã bị hàng loạt sát thủ truy sát. Không thể chấp nhận sự thật mình sẽ bị đưa lại về tổ chức một lần nữa, cho nên Holly đã quyết định chạy trốn khỏi anh ta. Không ngờ rằng lại đụng độ phải Gina đến từ chỉ thắp của Liên Hợp Quốc. Cô cần sự hợp tác ngoan ngoãn đến từ Holly. Lúc này Takeshi cũng kịp thời xuất hiện, cả hai không ai nhường ai. Trước khi cả hai kịp nổi chiến thì đám ninja xuất hiện. Chỉ với một làn khói mờ ảo mà chúng đã hạ sát được tất cả binh lính và buộc hai người phải kết hợp bảo vệ an toàn cho Holly. Sau một hồi thì bọn họ cũng giết được hai tên sát thủ. Chỉ có điều đội quân ninja kéo tới một lúc càng đông hơn, kéo thêm hàng tá phiền toái lên đầu của hai người họ. Phải mất một thời gian khá lâu mới xử đẹp hết bọn chúng. Sau đó Gina thay một bộ trang phục mới, chấp nhận cùng với Takeshi đưa Holly về lại băng đảng Mizumoto để điều tra sự việc. Nơi này chính là trụ sở của băng đảng Mizumoto dưới danh nghĩa là một khách sạn cao cấp. Theo lời của cô nàng thì Shinji, người kế tiếp sẽ nhậm chức cầm đầu băng đảng có liên quan tới cái chết của người tiền nhiệm. Và qua mấy ngày nữa thì hắn sẽ thực hiện vụ đảo chính. Vừa hay, Takeshi cũng được diện kiến Shinji. Hắn cùng với những tên vệ sĩ lực lượng khác đi sau dần dần tiến tới chào hỏi. Tình hình hai bên căng như sợi dây đàn sắp đứt. Holly thấy vậy liền lên tiếng bảo vệ cho Takeshi và Gina. Sau khi thấy vậy, hắn liền nở một nụ cười tiến tới tên thuộc hạ kia rồi chặt đứt ngón tay cái của hắn, đem nó tặng cho nam chính, coi như là món quà chuộc lỗi. Đáp lại thì anh khách khí từ chối nhận quà. Shinji cử Ogai sắp xếp phòng VIP cho hai người, và thế là cả hai đột nhập vào tổ chức thành công. Takeshi gặp được ông trùm Genzo dưới thân phận là vệ sĩ của Holly. Genzo dường như cũng đã biết được thân phận thật của anh. Xếp anh chính là con trai của ông trùm sáng lập ra băng đảng Mizumoto này. Trải qua thời gian dài, Mizumoto dần trở thành tổ chức mạnh nhất ở hành tinh Latimer. Ông trùm và những người trong tổ chức đều sống vì nguyên tắc nhân nghĩa mà được lưu truyền từ hàng đời trước. Về Tanaseda, ông ta đã trải qua hàng trăm thân xác và dường như đã đạt tới sự bất tử. Còn về câu hỏi của Takeshi, nguyên nhân cái chết của người tiền nhiệm đứng đầu băng đảng này thì vẫn chưa thực sự rõ ràng. Một ngày trước khi buổi kế nhiệm diễn ra, cuộc truy sát Holly đã thực sự bắt đầu. Một đoàn vệ sĩ hộ tống của cô lần lượt bị giết một cách dã man dưới lưỡi kiếm của hai tên ninja. Hai tên ninja này khác hoàn toàn với những tên ninja lúc trước, bọn họ đang được trang bị một bộ áo giáp chống đạn. Gina tức giận dùng súng ống bắn về phía bọn chúng, vậy nhưng cũng hoàn toàn vô dụng. Takeshi biết được điều đó liền thay đổi cơ chế cấu tạo của chiếc súng đang cầm trên tay, rồi một đòn tấn công về kẻ địch. Quả nhiên là có tác dụng, Gina dùng kỹ thuật kiếm đảo một chọi một với tên ninja còn lại. Còn về phần nam chính, sau một lúc giằng co với tên còn lại thì cũng thành công giết được hắn. Gina trong lúc chiến đấu bất cần bị tên ninja kia đâm một phát vào bụng. Cũng may là không phải chỗ hiểm. Nhờ có sự giúp sức của anh mà cô đã thành công tra được mối thù. Đúng lúc này, một đám ninja khác cũng hùng hằng kéo tới. Sự tình cấp bách, Holly nhanh chóng đưa mọi người tới sảnh của khách sạn để cầu cứu Ogai. Nhận thấy người bạn tốt đang bị truy sát, Ogai khởi động hệ thống được bố trí trong khách sạn tấn công trực diện về phía đám sát thủ. Cuối cùng thì cũng loại bỏ được chướng ngại vật đó. Takeshi tức giận ép Holly phải khai ra sự thật, vì sao đám người đó lại lần lượt truy sát cô nhiều tới như vậy. Sau một hồi chần chừ thì cô cũng quyết định nói ra. Để giúp thực hiện hệ thống kế nhiệm do ông trùm đầu tiên đề xuất, thợ săn Margot đã phát minh ra công nghệ tích hợp một chương trình đặc biệt vào hình xăm truyền thống mà các ông trùm băng Mizumoto xăm lên mình. Bằng cách thực hiện lễ kế nhiệm, chương trình sẽ chạy và phá hủy ngăn xếp trong thân xác của ông trùm cũ. Hình xăm sẽ được truyền cho các ông trùm tiếp theo và nghi lễ sẽ được lặp lại. Hiểu một cách đơn giản là nếu Shinji giết Holly, hắn ta sẽ có thể tránh được cái chết thực sự. Nói cách khác, hắn có thể nắm quyền làm ông trùm mãi mãi. Nhiệm vụ mà chị thác giao cho Gina lấy thông tin mật và lợi dụng Holly cũng đã hoàn thành. Giờ đây nhiệm vụ tiếp theo chính là giết chết Holly. Thế nhưng cô lại không thể làm như vậy. Trở về phòng, Gina vô tình nghe được bài đồng dao ngày xưa cô vẫn thường hay hát cùng anh trai. Thì giờ Takeshi trước mặt này chính là người anh trai mà cô luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Thế nhưng hiện tại không phải lúc thích hợp để nói chuyện này.
cho nên Gina đã giấu chuyện đó đi. Còn về phần Takeshi, sau khi gặp lại Tana Sedai trong hệ thống VR, dựa theo lời nói của anh, lão phát hiện ra có một sự âm mưu nào đó, cho nên lão muốn anh điều tra trước khi buổi lễ kế nhiệm bắt đầu. Qua ngày hôm sau, buổi lễ được mong chờ nhất cũng đã được diễn ra. Cả băng đảng bỗng dưng bị tấn công. Trong lúc hỗn loạn, Holly đã biến mất, còn Takeshi và Gina bị đám sát thủ bao vây cầm chân. Chuyển cảnh tới với lễ kế nhiệm của Shinji. Sau khi Genzo đời trước chết đi, ngăn xếp cũng bị phá hủy, thì Genzo đời sau sẽ chính thức kế nhiệm. Chỉ có điều, một vị khách khác không mời mà tới. Ông ta chính là Tana Seda. Ngày hôm nay ông ta có mặt ở đây là để vạch trần bộ mặt thật của Genzo mới kế nhiệm, hay còn gọi với một danh xưng khác là cha. Người này không ai khác chính là người đã sáng lập ra băng đảng Mazumoto, cha của hai anh em Tana Seda và cũng chính là hung thủ giết chết em trai ông. Khi các đời tiếp theo kế nhiệm, ông ta sẽ trao đổi ngăn xếp, cưỡng chế cướp đoạt thần xác và giết chết bọn họ, cũng như những cống hiến từ trước tới giờ cho băng đảng. Như vậy là nguyên tắc nhân nghĩa từ đời trước vẫn lưu truyền đều là giả dối. Hiểu đơn giản là xin chỉ trước mặt, không phải là xin chỉ nữa. Trước khi buổi lễ diễn ra, ông Trùm Genzo đã cướp đoạt thần xác của người tiền nhiệm và rồi lên nắm quyền điều hành băng đảng. Nói một cách khác, ông Trùm của tổ chức từ trước tới nay vẫn luôn luôn là cha của Tana Seda, chỉ là thần xác được hoán đổi mà thôi. Holly lợi dụng lúc lão không để ý để kích hoạt chương trình phá hủy ngàn xếp, nhưng không ngờ lại bị phát hiện. Hắn hỏi nguyên nhân vì sao cô lại phản bội. Thì ra cô cũng biết ngàn xếp của cha mẹ mình đã được băng đảng Mizumoto mua từ lâu rồi, nhưng hắn lại không chịu giao ra. Hắn cười nhạo và phá hủy đi ngàn xếp của cha mẹ trước mặt cô. Rất nhanh chóng, đám người Takeshi cũng ập tới, bọn họ đều đã biết được sự thật rồi. Tên kia chế nhạo, cái gọi là nguyên tắc nhân nghĩa trước mặt đám thuộc hạ rồi kể lể những đóng góp bao năm qua mà hắn đã xây dựng cho băng đảng. Không thể chấp nhận được điều đó, đám thuộc hạ liền đuổi theo. Thế nhưng chưa kịp làm gì đã bị giết chết. Lão khoác lên mình bộ áo giáp vô cùng kiên cố tấn công đám người Gina. Vì thực lực chênh lệch mà cô đã bị đánh bay xuống đất, thân thể không thể nào cử động được. Còn Takeshi cũng không khác là mấy. Lão ta lúc này đã trở thành vô địch mất rồi, ngay cả súng đạn cũng không thể làm gì được. Holly thảm thiết cầu xin sự giúp đỡ của Ogai, bởi vì Ogai được lập trình nên đều chỉ nghe lời của ông chủ mới mà thôi. Tưởng chừng như mọi sự hy vọng bị sụp đổ thì Tana Seda xuất hiện và gửi toàn bộ dữ liệu về người cha giả dối này cho Ogai. Sau khi nhận biết được đâu là địch, đâu là bạn, Ogai lập tức đứng về phía Holly. Ông ta khởi động hệ thống pháo hoa bắn về phía đối thủ, nhưng cũng không có quá nhiều tác dụng. Trong lúc Takeshi nổi điên, đã may mắn phá hủy được bộ giáp của hắn. Cả hai lao vào đấm nhau quyết liệt và đều bị bầm tím hết người. Sau một hồi căng thẳng thì Takeshi cũng giành được chiến thắng. Kết cục đã định, ông ta đau đớn cầu xin sự cứu mạng từ con trai. Đáp lại thì Tana Seda cầm súng bắn thẳng vào đầu giúp lão về với tổ tiên sớm hơn. Cuộc chiến kết thúc, nhiệm vụ của cả hai người cũng đã được hoàn thành. Gina vẫn quyết định giữ bí mật này vào sâu trong lòng. Takeshi dường như cũng đã cảm nhận được điều đó, nhưng anh vẫn tôn trọng mọi thứ của Gina, cho nên hai người đường ai nấy đi. Bởi vì nhiệm vụ giao cho anh đã hoàn thành, cũng đã tới lúc ông ta phải thực hiện lời hứa của chính mình rồi. Chỉ có điều Tana Seda lại là một người chơi hệ lươn lẹo. Lão ta nói rằng ban đầu chưa từng nói chỉ có một nhiệm vụ duy nhất. Takeshi có chút không hài lòng nhưng cũng cảm thấy rất hứng thú. Anh liền châm điếu thuốc nói, nhiệm vụ tiếp theo ở đâu?